Rồi, mình đã nói chia tay người ta mất rồi. Người đồng ý ngay khi ốc cất lời. Vậy là bạn đã hết yêu mình lâu lắm rồi. What the hell? Lên nóc nhà là lên nóc nhà, lên nóc nhà là bắt con gà. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ốc chỉ vừa đú trên thôi, ốc không chia tay ai cả nha các bạn. Các bạn hãy vẫn yêu quý ốc và anh Baby Thành. Nhớ ấn like video, ấn đăng ký kênh và xem quảng cáo giúp chúng mình để chúng mình có chút tiền để ăn nha các bạn nha. Kẻo ốc sụt cân là ốc không có quay video được. Còn anh Baby Thành đâu rồi? À, anh Baby Thành kia kìa các bạn ơi. Hôm nay bỗng muốn nuôi gà, ngày mai đẻ trứng thế là rán ăn. Nhưng mà cứ thấy lăn tăn, con gà ngon quá, thôi ăn cả gà. Vậy là mình đã có thịt gà ăn rồi các bạn ơi. Nhùm 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 nhùm. Ôi, anh Bê Bê Thành, em tưởng anh đang nuôi con gà đấy cơ mà. Anh định nuôi con gà để đợi nó đẻ trứng lấy trứng rắn ăn, nhưng mà anh lại nhìn thấy con gà ngon hơn, thế là anh thịt con gà ăn luôn. Thịt tôi luôn có một chiếc cuồng đôi. Ồ, nếu mà anh ăn trứng rán thì anh có biết cần phải có cái gì không? Cần cái gì? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần các bạn cơ. A à, hi hi. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần đọc cơ. Còn em thì Imo. Anh hi, đồ ốc ngu si ấy, suốt ngày bắt xem TikTok thôi. Đấy các bạn ơi, ốc nghiền TikTok hay sao ấy. Thôi ông ơi, chúng ta đang ở trong thế giới bảo vệ nhà ấy, lo ra cái bảng thông báo để xem tụi mình sẽ phải chống lại con quái vật gì đi. Ở đây mà hát hát thì con quái vật đấy nó tát cho mấy nhát thì thôi tan nát cuộc đời đấy. Nó chỉ tát những ai mà ăn cả cái thú cưng nuôi của mình thôi. Nhưng mà nó ngon như thế chả ăn là các bạn nhỉ. Bây giờ con gà nướng này, con gà rán này, các kiểu món gà 7 món ăn ngon tuyệt vời thì lại sao lại không ăn. Ừ đúng rồi đấy, nhịn thì cũng được nhưng mà ăn thì lại ngon. Nhưng mà ăn thì lại ngon. Ngon. Đấy, chính em còn bảo ngon. Rồi ok, bây giờ xem bảng thông báo này, tụi mình sẽ phải chống lại con quái vật gì nha các bạn. Ui. Hy vọng nó không lợi hại. Cái gì đấy, sao đấm anh hả ốc? Anh ơi, con gì đấm hỏng tivi rồi. Ui, ốc có biết đây là con gì không? À, nhìn con này quen cực. Đấy chắc chắn là một dạng Titan rồi. Đúng rồi, đây là Titan thiết giáp. Titan thiết giáp luôn, đôi mắt của nó sáng quắc kia. Đúng rồi, con này nó rất trâu bò đấy. Nó có một bộ giáp rất là cứng này. Đấy, nó còn có thể lao phá cả một bức tường cơ mà. Ui dồi ôi, nhìn này, nhìn cơ bắp này. Ui dồi ôi. Rồi các bạn ơi, con này nó phòng ngự lợi hại như thế. Không biết hôm nay người ta cho tụi mình những cái vũ khí gì để có thể tiêu diệt được cái con này với cái bộ giáp trâu bò như của nó. Này các bạn này, trên tivi nó đang chiếu hình nó này. Ui dồi ôi, nó đấm hẳn vào tivi nhà mình ốc ạ. Đấy, quả đấm này mà đấm vào Bê Quỳ Thành thì Bê Quỳ Thành vỡ mồm. Còn lâu đi, anh đẹp trai ngầu chất chơi, nó đấm vào anh một cái nó biến thành thằng dở hơi luôn. À, thế được rồi, anh sẽ phải ra tiêu diệt nó trước. Không, anh không tiêu diệt nó đâu. Vì anh đẹp trai như thế này, chẳng may ra nó đấm một cái thật thì thâm mắt thì làm sao. Mai các bạn lại chê em Quỳ Thành ạ. Ê, em Quỳ Thành là đồ thâm mắt. Ốc lao lần trước đi, em là con gái, còn nó trông đô đô này chắc nó không bắt nạt con gái đâu. À, hóa ra anh Bê Quỳ Thành chết nhát. Thôi mau mở vũ khí đi. Anh không phải chết nhát, anh chỉ hơi sợ thôi. Rồi ok, xin mời anh lên bên dưới này để xem hôm nay người ta cho tụi mình những cái đồ gì để tiêu diệt con Titan thiết giáp này nha các bạn. Trời ơi, các bạn này, nhìn gân guốc này, người nó cứng như thế này không biết đánh kiểu gì. Rồi, không sao, có súng rồi các bạn ơi. Còn đây, giáp này, vũ khí này. Ngon lành cành đào luôn. Ok. Bây giờ anh sẽ mặc bộ quần áo giáp hôm nay anh có vào. Tăng tăng tăng. Wow, mình mặc cái gì mình cũng thấy mình ngầu. Tuyệt vời ông mặt trời. Đấy, đẹp trai mà cái gì cũng đẹp các bạn ạ. À, chào ốc nào. Tiêu tiêu, bộ này mặc một lần rồi. Ui các bạn ơi, ốc mặc bộ giáp kim cương lai với hắc diện thạch. Trông ốc rách rách nát nát như cái ông ăn xin ở xóm anh ấy. Nani? À, ông ơi, sao em dùng cái thanh kiếm để chém anh tí ngoằn củ tỏi đây này. Những người hay nói là xạo là rất đáng bị ngọt củ tỏi đấy.
Rồi, nhưng mà bộ giáp của em không làm sao mà ngầu hơn bộ của anh được. Các bạn thấy bộ của anh ngầu không? Quá là ngầu luôn. Thôi, bộ của anh mới giống ăn mày. Chỗ kín chỗ hở chả ra làm sao. Đây là một bộ giáp người xương cực kỳ đáng thương. À nhầm, không thể đáng thương được các bạn ạ. Phải nói từ khác cho nó ngầu hơn. Cực kỳ là một đại vương chứ không phải là đồ đáng thương. Ok, ok con dê. Đại vương người xương bị tương vỡ mồm. Ở lâu đi, không ai có thể tương được anh cả. Rồi, ở đây anh có một thanh kiếm xương luôn này các bạn này hái. Ui, thanh kiếm xương bé tí làm sao chống được Titan. Titan nó to lắm. Ờ nhờ, cầm thanh kiếm này chích vào mông nó à. Trời ơi, sao người ta lại cho mình cái đồ dởm này. Đây nè, phải có một vũ khí siêu to như này nè. Wow, ông có một cây rìu vàng siêu to khổng lồ, trông thật là điên rồ. Yeah, em đánh ngay nhá. Ui, nặng quá, nặng quá, nặng quá. Ý à, nặng quá, nặng quá. Trời ơi, em không tiêu diệt quái vật thì thôi, em còn tính tiêu diệt cả đồng đội đấy các bạn. Sợ nhất là đồng đội ngu đấy. Chịu luôn. Anh cũng có một cây rìu nhưng mà anh là rìu kim cương, ok. Ok. À thì anh có cái cột to này không? Cái gậy to này không? Trời ơi, ốc nhổ cả cái cột đình lên à. Hả? Vào rừng nhổ lấy cây gỗ luôn. Đánh Titan luôn, giống như là thánh gióng nhổ cây tre trăm đốt. Wow. Nhưng mà em cầm được cái này không? Em thử đập xem nào. Trời ơi, con gái yếu đuối mà đòi nhổ cả cái cây đánh quái vật. Anh đến chịu em. Xem anh đây này. Đây là cái gì? Đây là một loại vũ khí đá. Ok. Vũ khí đá cho những người ngáo đá. Đá quần què. Đây là vũ khí thời tối cổ ấy. Người ta sẽ buộc những hòn đá vào những cái gậy ấy. Sử dụng những cái này để chặt gỗ này, để chiến đấu. Em chả biết cái gì hết. Ô, thế hóa ra Bê Quy Thành là người tối cổ à? Ôi nhỉ, sao người ta lại cho mình cái đồ tối cổ? Bây giờ thời đại hiện đại rồi, không cho đồ hiện đại, cho đồ tối cổ. À đây, có súng đây, súng cũng là hiện đại này, lựu đạn hiện đại này, bẫy nè. Ô, em cũng có súng đấy. Súng của em bắn ra tia laser. Wow, một khẩu súng bắn laser cực kỳ là xịn các bạn ạ. Anh biết rồi, khẩu súng laser này có khả năng làm nóng mọi thứ ấy. Thì chắc là có thể phá được cái bộ giáp của con Titan thiết giáp kia. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Mà anh có cái lọ thuốc màu xanh không? Anh cũng có, nhưng mà đây, để anh cho các bạn xem khẩu súng của anh đã. Đây là một khẩu súng cũng bắn ra cái đạn sức mạnh các bạn ạ. Đạn này cũng có khả năng xuyên giáp. Đấy. Ngoài ra chúng ta có khả năng nhắm bắn cực kỳ xa này các bạn. Đấy. Xịn chưa, xịn chưa? Wow. Thế còn lọ thuốc đâu? Đây, lọ thuốc đây. Nhưng mà ông ơi, đây là lọ thuốc gì? Bây giờ mình thử uống được không nhỉ? Ừ, uống đi. Bọn mình uống đi. Chết thì thôi. Chết thì ngu ấy, chết thì thôi. Cái gì em chả biết cái gì hết. Thôi cứ uống đi, chả may đây là lọ thuốc sức mạnh thì bọn mình có thể biến thành người khổng lồ chẳng hạn, hoặc là tăng cường sức mạnh để có thể tiêu diệt con Titan. Ừ đúng rồi, mà nếu mà có chết thì cũng spa ấy mà. Ui dồi ôi, ui dồi, trúng độc. Các bạn ơi, người ta cú lừa tụi mình rồi, cho tụi mình lọ thuốc độc. Ô men, cháu mặt qua. Oh my god. Em đang phê lắm rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi các bạn ạ, bớt chóng mặt rồi. Ui, trời ơi, còn có nửa tim máu thôi. Tí thì ngoằn cù tỏi. Ui, sao người ta lại chôn mình? Em là người tốt, tại sao em lại bị chôn? Chỉ có anh Bê Quy Thành mới bị chôn ấy chứ. Còn lâu đi, anh cũng là người tốt mà. Anh tiêu diệt quái vật mà. Trời ơi, sao người ta lại chôn tụi anh này? Ui dồi ôi, ui dồi, cứ giật tành tạch. Ui, ôi, cuối cùng đã hết hiệu ứng rồi. Ui, may quá, thôi đừng nghịch dại nữa, mau mở chiếc dương thứ hai đi. Ok, ngoài ra thì còn có cái khiên như mọi hôm này. Có một cái bẫy, tí anh sẽ bẫy nó. Bẫy cái con Titan đó các bạn ạ. Rồi, mở chiếc dương thứ hai xem nào. Ở đây thì có rất nhiều Lucky Block. Anh với ốc sẽ lại đi đập Lucky Block kiếm thêm đồ các bạn ạ. Rồi, ốc ơi, từ từ. Người ta hôm nào cũng có món quà tặng ốc nè. Các bạn ơi, ốc đang bị con người khổng lồ một mắt bế lên ăn thịt. Món nào nè? Các bạn ơi, buồn cười quá. Ốc bị con người khổng lồ một mắt cắn cho chết queo luôn. À thôi ốc ơi, đừng bắn anh. Anh thả ra còn gì, em cho anh chịu chung số phận. À thôi thôi, đừng có mà bắn anh bắn lại đấy. Thôi mau đi đập Lucky Block đi, ngày nào đi thả mấy quả trứng vớ vẩn. Người ta cho anh mà, anh có biết gì đâu. Nhưng mà
Nó thấy em xấu gái nó mới ăn thịt đi chứ. Chứ bình thường đẹp trai như anh nó có cắn anh phát nào đâu. Đúng không các bạn? Tăng tăng tăng. Anh bảo ai xấu? Em đập cho anh phát gậy nhá. Thôi 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 thôi. Ốc đẹp tuyệt trần. Mỗi tội hơi đần thôi. Ơi xin lỗi. Rồi im, để anh đặt hết những lắc kiểu lốc đây. Để hai đứa cùng đập xem nào, nhanh lên. Kiếm thêm đồ chứ. Rồi các bạn ơi, xong một hồi đã đặt hết những lắc kiểu lốc đây rồi. Bây giờ ốc sẽ chọn đập trước hay đập sau hả ốc ơi? Anh đập trước đi. Ok, anh sẽ đập cái lắc kiểu lốc này. Bùm. Wow, một cái giếng của các bạn ạ. Rồi anh sẽ ném cái vàng này vào. Chạy đi. Tiền đi. Ui, may quá các bạn ạ. Đập phát đầu tiên đã bị tròn rồi. May là anh chạy ron ton, chạy thật nhanh như chiếc xe không phanh. Vậy là anh đã sống rồi. Hi 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 hi. Bê của Thành xui xẻo, nhìn em đập đây. Ôi dồi ôi các bạn ơi, ốc chê anh này. Ốc đập ra một cái đồ gỗ dẩm lòi này chả có tác dụng gì hết. Nhưng mà ít ra em còn không đập ra những cái đồ nguy hiểm đến tính mạng mình. Ok, thôi để im anh đập lucky block đỏ này xem nó có đỏ không. Wow. Ôi các bạn ơi, anh bây giờ trở thành chủ của một trang trại thú cưng với những chú mèo cực kỳ cute phô mai quê. Đây có chú mèo màu vàng nè, mèo 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 mèo. Đây chú mèo màu xám này, mèo 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 mèo. Ở đây là chú mèo màu đen này, mèo 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 mèo. Anh mà nói thêm một lần nữa là em bắn anh tung đầu luôn nhá. Rồi anh không nói nữa. Rồi đập lucky block đi. Anh thích trở thành Trần Đức Thành à? Không. Đệ tử của Trần Đức Bo à? Còn lâu đi anh không làm Trần Đức Bo đâu. Trần Đức Bo BD lắm. Rồi. Ui chả có gì đâu. Ok sẽ đọc Lucky Block này. Boom. Wow. Đây là một vấn đề. Vấn đề là nó xuất hiện một cái bedrock chẳng tác dụng gì cả. Rồi ốc đập đi. Vấn đề chính là anh bị béo phề. Béo phề cái đầu em. Anh đẹp trai. Yeah. Ui. Được mấy cái block chẳng tác dụng gì. Ok xin đọc Lucky Block này. Wow. Được một cái cần câu rồi các bạn ơi. Có con cá ốc ngáo đá đây. À anh câu em bắn nha. À thôi không câu ốc nữa. Rồi đập Lucky Block đi. Ui em có một bầy chó rồi. Bây giờ anh thử bắn đi em xem. Ôi các bạn ơi, anh có một bầy mèo còn ốc có một bầy chó các bạn ạ. Đừng có đùa với ninja rùa. Ông ơi khéo anh em mình sẽ mở một trang trại thú cưng ấy. Có bạn nào muốn đến trang trại thú cưng của anh Quý Thành và chị Ốc không? Bình luận phía dưới video nhá. Rồi ok anh đập Lucky Block này đây. Đập đi. Wow. Pháo hoa đẹp quá. Quá là đẹp luôn. Trời ơi nhưng mà được mấy cái item kim cương các thứ thôi các bạn ạ. Không được vũ khí gì. Ốc đập đi. Được. Ui một thanh kiếm đá. À đâu, kiếm sắt này, xẻng sắt này, cuốc sắt này. Rồi ok, sẽ đập Lucky Block Naruto. Trời ơi, Naruto thì mà ra toàn gỗ này. Ôi ơi, Naruto đấy, không ăn thua. Anh bỏ ngay cái cần câu ra khỏi đầu em. Nếu không, đừng có thành em ác. À thôi, ok, bỏ nó rồi. Đừng có đùa với ninja rùa. Ui. Ôi dồi, ninja rùa bị nhốt ở trong tổ nước rồi à. Rùa thì chắc là sống ở trong nước. Ông ơi em cứ chịu khó sống trong nước nha. Cứu làm sao được. Ôi các bạn ơi, ốc quả báo ấy tính bắn anh ấy. Đấy thế là bây giờ mắc kẹt ở trong cái ấy luôn. Cười không chịu được. Này ai mới là người đen đủi. Cứu. Rồi để anh cứu. Trời ơi ăn táo vàng vào. Ăn táo vàng cũng chết năn năng đấy. May quá. Sao lại bắn anh cứu em lại bắn anh hả? Ốc đồ phản xù các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ anh với Ốc sẽ đi vào trong nhà đợi con Titan thiết giáp để đến. Anh với Ốc sẽ tiêu diệt nó. Đúng rồi, các con chó của ta mau đến bắn Bê Quy Thành đi. Hello, thích bắn không? À, Bê Quy Thành nhá, anh bắn chết em nơi rồi. Ok, thế đi vào nhà đi, dám nghe chó đuổi anh. Cuộc đời anh sợ nhất là việc trêu chó đấy. Thế thì anh ấy sợ thêm cả việc trêu em nữa. Các bạn ơi, thôi, đợi Thanh Thần đến đi. Em giết anh ở đây là Thanh Thần giết chết em đấy. Đúng rồi các bạn ơi, chơi với con gái nguy hiểm lắm mà. Ui giời, Bê Quy Thành anh đang làm gì đấy hả? Anh
đang nhảy. Có việc gì đấy? Hôm nào nhảy ốc cũng bắn anh các bạn ạ. Sao ốc cứ bắn anh thế? Quái vật thì em chả bắn, em cứ bắn với cả ném lựu đạn anh thế hả ốc? Chả thế, em gọi anh nãy giờ á, anh cứ phiêu linh theo điệu nhạc, anh chẳng nghe thấy em nói gì hết. Thay thuyền đến rồi đấy. Đâu, đâu, có thấy con nào đâu, 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 đâu. Kia kia, nó đang cười, nó đang rung lắc ở trên chỗ kia kìa. Đấy, thấy chưa? Rồi các bạn ơi, con thay thuyền nó đến rồi kia kìa, nhưng mà nó đang lắc lư cái đầu, nó nghĩ thế là ngầu hả ốc? No! Ông trời tạo ra địa chấn, và cái đầu anh là điểm nhấn. Wow. Thế tất nhiên là ngầu rồi, nó thay thần ít nhất là to hơn bọn mình. Ờ nhở, bây giờ mình ra to đúng mà cái móng chân của nó ấy, nó sút cho mình một phát khác gì quả bóng bay tít lên bầu trời rồi rơi xuống đất chết ngất không nhở? Ai mà biết được, không biết anh xuống đi. Ui ông ơi, em đánh anh, bây giờ chó của em cắn anh. Ôi các bạn ơi, chó cắn quần rách à. Thôi, mau ra tiêu diệt Titan đi. Bọn chó của ông nhá. Nào, nào cắn tao đi. Nào, nào bọn mày phản chủ ạ. Rồi, để im, anh tiêu diệt con Titan này. Ui, nó to đấy, ôi. Anh dụ nó vào bẫy các bạn ơi. Ui, nó còn đang xoay vòng vòng không thèm đi vào bẫy kìa. Ui nó bước qua bay luôn, nó to quá, nó chả dẫm được cái bay luôn các bạn ạ. Được rồi, ta sẽ dùng thanh kiếm xương này giết chết ngươi. Ha, nha. Ôi các bạn ơi, thanh kiếm này bé quá, đánh như gãi ngứa nó vậy, vứt đi không có tác dụng gì hết đâu. Ôi giời, à, đừng có đánh tao. Tao có lựu đạn đây nhá. Ném vào mặt mày này. Nha. Cố lên, Bê Quy Thành. 1 2 3 4 2 2 3 4. Cố lên, Bê Quy Thành. Cố lên. Bê Quy Thành. Ông ơi, em không xuống giúp anh, em còn đứng trên đấy nhảy á, thích nhảy không? À, đây đây đây, em xuống đây, trời ơi. Nó đã to rồi thì chúng ta phải hợp sức tiêu diệt nó chứ, để anh một mình tiêu diệt nó thì làm sao anh mà tiêu diệt được nó. Trời ơi, nào, cây diêu vàng của ta sẽ cho ngươi một vỗ bổ vỡ đầu luôn. Đặt bẫy, đặt bẫy. Rồi, trời ơi. Ủa, đặt bẫy kiểu gì đấy hả? Ném nhiều đạn vào cổ ngươi. Ui, chém chém. Ném lựu đạn cho vỡ giáp của nó đi các bạn ơi. Nó trâu bò quá. Ui ném vào đầu hết ngầu luôn. Lấy cây gậy to ném vào, đánh vào người. Yeah. Trời ơi con này nó đúng là Titan thiết giáp có khác. Ôi nó đá anh các bạn ơi. Ui nó đá mình trúng độc quá ốc ạ. Là mình yếu vì chậm đi đấy. Súng laser bắn cho tè rê cái mồm. Ông ơi anh câu được nó rồi nè. Ui để em. Yeah. Ui, súng hết đạn, ngu hết người, trời ơi. Nha, cây điều siêu to khổng lồ lao đến, chiến binh Bê Quy Thành siêu vô địch lợi hại. Thì toảng điên dài tí thôi, nhưng mà vẫn đẹp trai. À, đừng có đấm vào mặt nó tao. Nó dâm bay rồi. Trời, các bạn ơi, nó cứ đấm vào mặt anh thơm hết cả mắt, bực hết cả mình luôn. Tại vì anh đánh ngu. Ngu cái đầu em, anh là cực kỳ vô địch lợi hại luôn, bắn vào gáy nó. Yeah. Đấy ra, anh sẽ nhằm vào gáy nó, anh bắn các bạn. Ui, hết đạn luôn, trời ơi. Đòi bách phát bách trúng, lựu đạn tương vỡ mồm. Anh sẽ nhằm vào gáy nó anh bắn. Ua. Yeah các bạn ơi, vậy là chúng ta đã tiêu diệt được con Titan thiết giáp rồi ông ơi. Yeah, bọn mình giỏi quá trời. Đúng rồi, quá là đỉnh và lợi hại luôn các bạn ạ. Căn bản là khẩu súng này là một khẩu súng xuyên giáp, vì đạn nó nhỏ nó có thể xuyên giáp rất là cao, nên là lúc nãy còn nhằm vào gáy của nó anh bắn. Gáy là điểm yếu của bọn Titan mà. Ôi, thế mà anh không bảo em lại cứ nhắm vào mông nó em bắn chứ. Mày bị điên à? Trời ơi, nó là Titan thiết giáp đây, nó rất là trâu bò, nên là mình phải nhắm vào điểm yếu thì mình mới tiêu diệt nó dễ dàng được. Đúng là ốc ngu ngốc. Thôi, lần sau anh sẽ bảo em. Rồi, các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay, anh Bưu Thành và ốc đã tiêu diệt được cái con Titan thiết giáp rồi. Tuy là nó lợi hại, nhưng mà anh Bưu Thành và chị ốc còn lợi hại hơn. Rồi, ok, và bây giờ chào và hẹn gặp lại bạn video sau nhá. Bye bye. Bye bye. Chết rồi. Mình đã nói bye bye người ta mất rồi. Người đồng ý ngay khi em cất lời. Vậy là ta sẽ gặp nhau trong những video lần sau. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye. Bom never die. Tắc 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 tắc.